Trấn Thành kể cách chinh phục Hari Won. Trấn Thành là một trong bốn khách mời nam ở đêm nhạc kỷ niệm 5 năm ca hát của Hari Won. Anh có mặt ở hậu trường từ 18 giờ để quan sát từng màn trình diễn và lắng nghe tâm sự của khách mời. Khán giả dành cho vợ mình. Trên sân khấu, cả hai chia sẻ những kỷ niệm khi họ mới tán tỉnh nhau. Trấn Thành nói với Hari Won, anh mới thu âm một ca khúc rất hay. Khi cô đòi nghe, anh không dùng bản thu sẵn mà chỉ mở nhạc, sau đó kéo cô lại, hát thì thầm vào tai cô. Hành động này khiến trái tim Hari Won rung động. Khi cưới nhau, anh vẫn không quên tặng vợ những món quà lãng mạn. Nghệ sĩ trao cho vợ bó hoa khổng lồ cùng lời chia sẻ, Hari Won đã có nhiều thứ, trong đó có tôi, nhưng tôi phải làm tròn nghĩa vụ của một người chồng là tặng món quà vợ yêu thích, dù nó chỉ dùng được vài ngày và ai cũng bảo phì. Nam nghệ sĩ nói vui, anh phải tốn rất nhiều tâm huyết chỉ vì mong được cô tặng lương sau này. Họ nhiều lần chia sẻ, Hari Won là tay hòm chìa khóa phát tiền tiêu cho Trấn Thành mỗi ngày. Bên cạnh những câu đùa khuấy động không khí, Trấn Thành bày tỏ sự tự hào về vợ. Anh cho rằng Hari không phải người quá giỏi giang để thể hiện hàng chục tiết mục trong một đêm. Tuy nhiên, khi nhìn vào quá trình tập luyện, quên ăn quên ngủ và sự thể hiện của cô trên sân khấu, anh xúc động. Trong mắt tôi, Hari đã thực sự trưởng thành. Thay mặt cô ấy, tôi cảm ơn khán giả, những người đã cùng với tôi vượt qua những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời. Thứ tình cảm này không gì mua được, vì nó là tình yêu thương vô điều kiện, là sự tử tế chúng ta dành cho nhau, anh nói. Trước khi kết hôn, Trấn Thành chờ mình trẻ bắt một số lượng fan. Tuy nhiên, sau này anh nhận ra mình có thêm nhiều fan mới, những người yêu mến Hari Won và ngược lại. Trong đêm nhạc, nhiều thành viên của fan club Trấn Thành cũng có mặt để ủng hộ vợ anh. Khi người hâm mộ hú hét gọi tên anh, Trấn Thành nói vui, các em đây là đêm nhạc của người ta, phải kiềm chế lại. Trước đó, Hari Won mời cháu song ca. Từ giây phút đầu, bài hát được nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác riêng làm quà cưới cho họ. Cả hai ôm nhau trong sự reo hò của khán giả. Kết thúc màn diễn, Hari Won hôn má cảm ơn Trấn Thành và khẳng định anh là cả bầu trời của cô. Concert Galaxy of Love kéo dài hơn 2 tiếng. Hari Won thể hiện sự biến hóa trong 3 phần. Phần 1 tái hiện các vận hit của chủ nhân trong đêm nhạc, gồm Hương Đêm Bay Xa, Anh Cứ Đi Đi. Ở chương 2, cô cover các ca khúc nổi tiếng Kiều Hôm Ấy, Xin Đừng Im Lặng, Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng, Em Gánh Mưa, và song ca cùng các khách mời gồm ca sĩ Bắc Dung Min, Trịnh Thăng Bình và Karik. Chương trình khép lại với phần Hari và tình yêu, các ca khúc cũ được thể hiện qua hòa âm phối khí mới, từng gây không ít tranh cãi với giọng hát mỏng yếu và phát âm không rõ lời. Bà xã Trấn Thành nỗ lực giữ phong độ lì suốt các tiết mục. Đêm nhạc cũng giới thiệu những thước phim tư liệu về hành trình vượt qua biến cố cuộc sống, sự nghiệp của Hari Won, trong đó có những video do các fan của cô thực hiện. Ca sĩ chia sẻ, trước khi mở màn, từ trong cánh gà, tôi đã nhủ không được khóc. Vậy mà đến phút cuối, tôi lại không tìm được cảm xúc khi chứng kiến tình cảm quá lớn của các bạn. Dù trời mưa to, khán phòng nhà hát còn đổ chật kín người. Đến những phút cuối cùng, nhiều khán giả đến từ Hà Nội và các tỉnh miền Bắc